Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài số 3, nghĩa là từ 1 cho tới 3 ở trong clip bài 1 tiết 3, bài mệnh đề đấy các em. Thì trong clip này thì thầy đã hướng dẫn rất cụ thể các câu về mệnh đề chứa biến, cũng như là cái phát biểu cái điều kiện cần, điều kiện đủ thì chúng ta đã nắm được ở bài số 3 rồi, đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 4, bài 5, bài 6 và bài 7 để cho nó xong bài số 1, và clip sau nữa thì thầy sẽ ra tiếp tục ở bài số 2. Mặc dù thời gian ở trong hè nhưng mà thầy phải cố gắng ra nhanh để mà kịp để cho các em học trước, chứ không là vào năm học thầy dạy thêm rồi công việc nhà trường rất là nhiều các em. Thầy chuẩn bị cũng bước vào dạy thêm nên là thầy tranh thủ những cái ngày tháng đầu hè đây, thầy cho học sinh nghỉ dạy lao nên là thầy tranh thủ quay cho các em đó. Các em ok em nào? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi sang bài số 4 nhé. Rồi chúng ta coi bài số 4 các em nhé. Thầy sẽ lấy tờ giấy. Học thầy thì chắc có lẽ các em đã quen cái cách giảng và cái cách học đối với thầy rồi, đúng không nào? Mỗi người thầy cô có một cái phong cách dạy khác nhau cho nên không ai giống ai đâu các em. Rồi bài số 4. Phát biểu mỗi mệnh đề sau bằng cách sử dụng khái niệm, điều kiện cần và đủ. Nghĩa là ở đây á, đối với bài số 3 á, thì chúng ta chỉ tách riêng điều kiện cần riêng, điều kiện đủ riêng. Nhưng đối với bài số 4 này chúng ta kết hợp cả điều kiện cần và đủ luôn ở trong một cái mệnh đề để chúng ta phát biểu ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A này. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại. Như vậy thì cái khái niệm này chúng ta đã được học ở chương trình lớp mấy, lớp 6 đúng không nào? Dấu hiệu chia hết cho 9 thì chúng ta biết rồi, chúng ta lấy các chữ số đó cộng lại, mà nếu các chữ số tổng các chữ số đó chia hết cho 9 thì nó sẽ chia hết cho 9, đúng chưa? Như vậy thì đối với cái mệnh đề này thì cái điều kiện cần và đủ của nó là gì các em? Bạn nào có thể phát biểu giùm thầy nào? Bạn nào biết? Như vậy thì cái điều kiện cần và đủ để một số mà chia hết cho 9, điều kiện cần và đủ để một số mà chia hết cho 9 thì sao? Thì tổng các chữ số phải gì? Phải chia hết cho 9. Đó chính là điều kiện cần và đủ. Các em hiểu không nào? Rồi thầy đẩy lên đây để thầy viết nhé. Như vậy thì phát biểu lại thì chúng ta phải phát biểu như sau. Thì cái điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là gì em? Là tổng các chữ số chia hết cho 9. Được chưa nào? Là tổng các chữ số của nó, hoặc là số đó cũng được anh em ha, chia hết cho 9. Đó chính là điều kiện cần và đủ của cái mệnh đề A là như vậy. Ok, chúng ta đi sang cái mệnh đề B nhé. Do ở dưới nên nó hơi hợp xuống nên hơi khó viết này các em. Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại. Thì đối với cái dấu hiệu nhận biết của hình thoi, hả nào? Dấu hiệu biết hình thoi ở chương trình hình học lớp 8 chúng ta được học rồi, thầy đã nói rồi. Chúng ta học 11, 12 thì thực chất chúng ta cũng học lại chương trình trung học cơ sở và nâng cao hơn một chút xíu thôi, nên nó liên quan rất là nhiều ở kiến thức ở phía dưới. Nên bạn nào không biết và mất gốc thì cũng nên vào xem lại chương trình 6789 trong kênh của thầy, đã có đầy đủ hết, đúng không? Như vậy thì theo em thì cái điều kiện cần và đủ của mệnh đề này là gì nào? Như vậy thì để một cái tứ giác đều tứ giác, nó là hình thôi. Thì cái điều kiện cần và đủ của tứ giác ấy là hình gì các em? Là một cái hình bình hành và có các đường chéo vuông góc với nhau, thì đó thì nó sẽ trở thành hình thôi. Được nè. Như vậy thì thầy ghi hơi xấu một xíu do là nó hơi hợp này. Như vậy thì các em ghi giùm thầy là để một tứ giác, khó ghi quá các em. Thế thầy để dưới đây nhé. Thầy gấp cái câu E lại. Thực sự rất khó ghi các em ạ. Muốn để cho các em nó thấy ở trong gọn trong màn hình để các em nhìn rõ không? Nhưng mà do nó vì học cuối sách này. Ha. Như vậy thì để một tứ giác là hình thôi. Hình thôi. Thì cái điều kiện cần và đủ là tứ giác ấy là nó phải là hình gì trước em? Là hình bình hành. Nó phải là hình bình hành trước này ha. Có hai đường chéo nè, hai đường chéo vuông góc với nhau. Đó. Đây là để chứ không phải đế. Lúc đầu chữ thay thì đúng là hơi xấu thật, nhưng mà ở phía dưới này nó lại khó ghi nên là càng xấu nữa. Nhưng mà chữ thay mặc dù xấu nhưng mà các em cũng dễ nhìn nữa. Học thầy quen từ năm lớp 8 rồi mà. Đúng chưa? Chúng ta đi sang câu C. Rồi. Câu C thầy sẽ để phía dưới đây. Phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó vuông. Vuông nghĩa là lớn hơn hẳn không nữa các em. Chứ nếu như mà lớn hơn bằng không thì nó sẽ có hai nghiệm thôi chứ không thể phân biệt được. Nghĩa là trong đó có thể có nghiệm kép. Tại vì chúng ta học ở chương trình lớp 9 chúng ta vừa mới học delta và delta phẩy ha. Cái điều kiện của nó lớn hơn không, bằng không và gì nhỏ hơn không thì nó như thế nào thì chúng ta cũng đã vừa mới học xong rồi, thầy không cần nhắc lại nữa. Được nào? Như vậy thì cái điều kiện cần và đủ ở đây phát biểu là gì nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Để cái phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt ha. Chúng ta thấy ở chỗ đây này. Khi và chỉ khi hai nghiệm phân biệt, điều kiện cần và đủ của nó là gì? Biệt. Cái biệt thức của nó phải gì? Phải vuông ha. Như vậy thì chúng ta có này, để phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt, điều kiện cần và đủ là gì các em? Là biệt thức của nó vuông ha, là biệt thức của nó vuông. Đó. Đó chính là xong cái câu số 4 đó các em. Ok, chúng ta đi sang bài số 5 nhé. Muốn ghi chép thì chúng ta dừng lại, bấm dừng lại, sau đó các em ghi. Mà ghi ở đây là chúng ta ghi phải hiểu, tự làm, chứ không phải ghi để chúng ta đối phó, để sau này hết hè rồi vào đầu năm học chúng ta lấy cái này ra chép thì để kiếm điểm 10 hay là điểm 9 thì thầy cũng không đồng ý, mà các em phải tự hiểu, tự biết. Ví dụ giáo viên trên trường có thể đưa ra một cái những cái câu tương tự như vậy thì chúng ta phải biết mà làm, ta phải linh hoạt như vậy. Ok, rồi chúng ta đi sang bài số 5. Rồi chúng ta có bài số 5 các em nhé. Dùng ký hiệu. Cái này đọc ký hiệu là gì? Ở trong clip ở tiết 2 thầy đã dạy các em rồi đó. Đây là đọc là với mọi nha. Còn cái ký hiệu này thì đó chính là tồn tại. Để viết các mệnh đề sau. Câu A. Như vậy thì cái đề bài nó đã có sẵn ở trong sách thì thầy sẽ không ghi lại mà thầy chỉ ghi câu trả lời thôi, được không nào? Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó. Nhưng mà nếu như mà xét tính đúng sai thì các em thấy cái này đúng hay sai, mệnh đề này đúng hay sai, mệnh đề này là đúng, đúng không? Tất cả những số gọi là số thực luôn ha, mà nhân với 1 thì đều bằng chính nó cả. A nhân 1 thì bằng A, 0 nhân 1 thì cũng bằng 0, đúng không? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta không ghi bằng chữ cái này lại mà chúng ta phải sử dụng cái ký hiệu này với tồn tại để chúng ta thể hiện cái mệnh đề này bằng ký hiệu thôi nào. Như vậy thì ở đây các em thấy là cái mệnh đề thứ nhất chúng ta có thể viết là gì? Với mọi cái số thực, với mọi x, cái số x nào đó mà thuộc tập số thực, thuộc R, phải nào? Thì khi đó x này nhân bao nhiêu em? X này nhân với 1 nè thì bằng chính nó, cũng là bằng x đó. Với mọi x thuộc tập số thực R thì x nhân 1 thì bằng x, nghĩa là bằng chính nó, được chưa nào? Câu B. Nhớ này, khi nào sử dụng ký hiệu này và khi nào sử dụng ký hiệu này. Ký hiệu này khi sử dụng là với mọi hoặc là mọi, còn cái tồn tại này là gì đây? Có 1 này, cái câu B này chắc chắn phải sử dụng cái ký hiệu này. Còn câu C này, mọi số này thì chắc chắn phải sử dụng ký hiệu này. Nên là khi nào chúng ta nên sử dụng ký hiệu này và khi nào sử dụng ký hiệu này thì chúng ta đã biết rồi. Ok. Có 1 hay là có ít nhất gì đó thì chúng ta nên sử dụng cái này. Như vậy đây là gì? Có một số cộng với chính nó bằng 0. Có một số cộng với chính nó bằng 0. Như vậy thì theo các em thì số nào mà cộng với chính nó thì bằng 0 rồi. Chỉ có số 0. Số 0 cộng chính nó mới bằng 0 thôi. Còn tất cả các cái số mà cộng với chính nó thì bằng chính nó chứ không bao giờ bằng 0 được. Có đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng x nữa cũng được, hoặc là sử dụng một cái biến khác đi. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi tồn tại ít nhất có một cái số, A nào đó đi, nó thuộc R ha. Khi đó cái số A này này cộng với chính nó, A cộng chính nó nghĩa là cộng với A thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 0 đó. Ok, chỉ có 0 cộng 0 bằng 0 thôi, đúng không em? Rồi, câu C. Rồi các em thấy cái rõ nè, rất rõ đúng không? Mọi, đấy các em thấy đọc không? Mọi, với mọi hoặc là mọi thì chắc chắn ta phải sử dụng ký hiệu này rồi nè. Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0. Cái này chắc chắn đúng rồi nè, số đối. Dù âm A cộng với A thì bằng 0. Có đúng nè. Hoặc là x cộng âm x thì bằng 0. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết là gì? Với mọi x thuộc tập số thực thì chúng ta có x cộng với số đối của nó, đó chính là âm x thì bằng 0. Đó. Đó chính là bài số 5. Nó cũng rất là dễ, bài này thầy nghĩ dễ chứ không khó các em. Và bài này các em có khả năng tự làm được chứ không cần phải nhìn bài của thầy. Thầy nghĩ như thế. Còn quan điểm của em như thế nào thì thầy cũng không biết được. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 6 các em nhé. Rồi chúng ta có bài số 6 các em. Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. Thầy đọc lại này, phát biểu thành lời. Như vậy thì cái bài này nó sẽ ngược lại với cái bài số 5. Ở đây người ta sẽ cho dưới dạng bằng ký hiệu, chúng ta sẽ phát biểu thành lời. Còn ở bài số 5 là người ta cho thành lời và người ta phát biểu thành ký hiệu. Ý là như vậy đấy ha. Và đặc biệt ở đây chúng ta có thêm một nữa, đó chính là xét tính đúng sai của nó ha. Như vậy ở đây câu A này, người ta cho là gì? Với mọi x thuộc tập số thực R thì bình phương của nó thì nó ra một số gì? Số dương hoặc là lớn hơn 0, giá trị dương hoặc là lớn hơn 0, lớn hơn 0 đấy. Như vậy thì đối với cái mệnh đề này thì chúng ta phải phát biểu như thế nào nào? Ở đây chúng ta ghi từ phát biểu, bạn nào biết nào? Đây này, lũy thừa, chúng ta phát biểu như này nè các em, lũy thừa bậc 2 đây, bậc 2 này, mũ 2 này các em, của mọi số thực, của mọi số thực đều nhận giá trị gì? Đều nhận giá trị dương, các em hiểu nào? Đó. Nhưng mà đây là mệnh đề đúng hay mệnh đề sai? Nếu nhìn thoạt qua chúng ta sẽ nói nó là đúng, nhưng thầy sẽ chỉ ra một số nó sẽ sai, tại vì khi đại số thực thì chắc chắn trong đó sẽ có số 0, mà 0 mũ 2 thì không thể lớn nào lớn hơn 0 được, chứng tỏ cái mệnh đề này là sai. Nào, bây giờ chúng ta ghi phát biểu lũy thừa bậc 2 của gì? Đây là mọi này, của mọi ha, của mọi số thực đều nhận giá trị dương, đều nhận giá trị dương, và chúng ta giải quyết cái xét tính đúng sai của nó. Như vậy thì đây là mệnh đề sai. Thì khi mà sai thì chúng ta phải chỉ ra, ở đây là vì 0 mũ 2 thì mà lớn hơn 0 thì là sai, nghĩa là để chứng tỏ nó sai thì chúng ta phải lấy ra một ví dụ để phản bác, phủ định lại cái mệnh đề đó, được chưa nào? Rồi chúng ta đi sang câu B nhé. Đây là những em có ít nhất hoặc là tồn tại đó nè, cái nhất một cái số tự nhiên n thuộc tập hợp, đây là tập hợp số gì? Số tự nhiên đúng không nào? Mà khi đó n mũ 2 thì bằng n. Như vậy thì theo em cái này đúng hay không em? Đúng, nghĩa là có ít nhất thì chúng ta nên tìm ra một số nào đó là được. Ok, như vậy thì đối với cái mệnh đề này chúng ta cần phải phát biểu như thế nào nè? Có ít nhất gì nè, đây là cái ký hiệu này là chúng ta đọc là có ít nhất một cái số tự nhiên, một số tự nhiên mà bình phương là cái bình phương của nó thì bằng chính nó, bình phương của nó thì bằng chính nó. Đó. Như vậy chúng ta ghi ở đây dùm thầy là đầu tiên là phát biểu. Như vậy thì chúng ta ghi thầy là có ít nhất một số tự nhiên ở trên đây á, ví dụ ở câu A thì đây là số thực chứ không phải là số tự nhiên, đây là số tự nhiên này các em thấy nè. Có một số tự nhiên mà tự nhiên khỏi mà đi bằng bình phương của nó. Bây giờ ta xét cái tính đúng sai thì đây chính là mệnh đề đúng hay sai các em. Mệnh đề này đúng hay sai? Các em có thể lấy là 1 mũ 2 thì bằng 1 đúng không? Cái mệnh đề này là đúng, mệnh đề này là đúng. Ví dụ như 1 mũ 2 thì bằng 1 đó. Ok, chúng ta đi sang câu C, sắp xong rồi em. Câu C thì đây chắc chắn là với mọi ha, với mọi hợp số tự nhiên này sẽ cho là n nhỏ bằng là 2 nhân cho n đó. Như vậy thì theo em thì chúng ta sẽ phát biểu này như thế nào bạn nào biết? Như vậy thì với mọi, khi thấy ký hiệu này thì chúng ta phải đọc là với mọi số tự nhiên ha, nó đều nhỏ hơn hoặc bằng này em, 2 lần của nó, 2 lần nghĩa là nhân 2 này em. Để đọc lại này, với mọi số tự nhiên thì nó luôn luôn là nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần của nó. Và đây là cái mệnh đề đúng hay sai? Đây chính là cái mệnh đề đúng. Thì tí nữa thầy sẽ lấy ví dụ cho các em xem. Phát biểu này phát biểu. Như vậy thì chúng ta ghi là mọi số, với mọi hay mọi cũng được các em ạ, mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn, đều nhỏ hơn hoặc bằng hai lần của nó. Đó, chúng ta xét tính đúng sai. Thì đây là mệnh đề, mệnh đề đúng, mệnh đề đúng. Bây giờ chúng ta ví dụ như là 1 sẽ nhỏ hơn bằng là 2 nhân 1, thì nó bằng 2, có đúng nè. Đó, rồi ta có câu D. Rồi chúng ta nhìn một xíu đi, câu A này, A, câu B, câu C. Sau đó chúng ta đi sang câu D nhé. D chúng ta là tồn tại x thuộc tập số thực R, thì đó là x nhỏ hơn 1/x. Các em ha. Bây giờ chúng ta ở đây chúng ta phát biểu. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Có ít nhất một cái số thực, có ít nhất một cái số thực nào đó nào mà nó nhỏ hơn cái số nghịch đảo 1/x, đó chính là số nghịch đảo của x. Thì chúng ta đã biết rồi, tích của số nghịch đảo của nhau thì tích của nó sẽ bằng 1 nào. Như vậy thì có ít nhất một cái số thực nhỏ hơn cái số nghịch đảo của chính nó. Được nào, thì mệnh đề này là mệnh đề gì các em? Mệnh đề đúng. Tí thầy sẽ cho ví dụ nha. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thầy là có ít nhất, một số thực, nhỏ hơn số nghịch đảo của chính nó, và chúng ta kết luận đây là mệnh đề đúng, Ví dụ như là 1/3, x ở đây là 1/3 nha các em nhé, thì số nghịch đảo của nó sẽ là số 3. Được nè. Đó, ok. Rồi ta nhìn thầy ở đây là câu bài số 6, câu AB, thấy chưa? CD này nha. Rồi chúng ta đi sang bài cuối cùng nha, bài số 7 nha. Rồi chúng ta có bài số 7 các em, bài cuối cùng của bài 1 ha. Bài này rất là dài, đúng dài thật, 3 tiết, cả bài tập luôn. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. Như vậy thì mệnh đề, phủ định của mệnh đề thì chúng ta đã biết rồi. Thông thường chúng ta sử dụng không hoặc không phải để phủ định lại. Nhưng mà ở đây á, chúng ta sẽ xét ở từng câu và bằng ký hiệu. Theo nào, nếu bằng chữ thì nó dễ rồi, phủ định của mệnh đề bằng chữ thì rất dễ ha. Câu A của chúng ta là với mọi n thuộc tập hợp số tự nhiên, khi đó n sẽ chia hết cho n. Thế nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước thứ nhất. Ở đây nó có hai ý em. Thứ nhất là chúng ta phải phủ định lại cái mệnh đề này. Thứ hai là chúng ta xét tính đúng sai của nó. Có được không nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta phủ định này, phủ định lại này. Bây giờ ở đây người ta sử dụng ký hiệu với mọi, thì khi phủ định lại thì các em phải sử dụng tồn tại một n, tồn tại nhất một n nào đó thuộc tập hợp số tự nhiên, và n này chia hết thì chúng ta phủ định lại là không chia hết. Các em hiểu nào? Như vậy thì n không chia hết cho n. Đó, đầu tiên là chúng ta phải phủ định lại như vậy, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ xét tính đúng sai của nó. Thì theo em thì sao nào? Đây là theo em thì cái mệnh đề này đúng hay sai? Đây là mệnh đề sai. Mệnh đề sai. Nghĩa là cái mệnh đề đầu tiên là em là mệnh đề sai. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra tại sao nó sai. Vì bây giờ chúng ta xét là n bằng 0. N bằng 0 thì chúng ta có thì cái phép chia. Chúng ta có phép chia là 0 chia 0. Thì cái này có xác định hay không em? Ha? 0 chia 0 thì tuy là có xác định hay không em? Không xác định, tại vì mẫu của nó bằng 0 nè. Không xác định. Không xác định nhưng có thể xem. Không chia không thì bằng mấy? Bằng 1. Có đúng nè. Ngoài ra nếu mà n này khác không, n khác không thì chúng ta có là n thuộc tập hợp số tự nhiên thì n chia n thì bằng 1. Đó, vậy thôi. Ok. Như vậy chúng ta đã chỉ ra được, đã chỉ ra được để chúng ta thấy được cái mệnh đề đó là sai. Ok, chúng ta đi sang câu B nhé. Ta nhìn xíu, chúng ta đi sang câu B. Ta có câu B các em. Cái mệnh đề người ta cho là tồn tại của số x nào đó thuộc tập hợp số hữu tỉ ha. Quy là tập hợp số hữu tỉ này. Và khi x mũ 2 thì bằng 2. Đó nè, thì đây là mệnh đề mấy? Đúng hay sai? À đúng. 2 mũ 2 thầy nói căn bậc 2 của 2, căn bậc 2 của 2 mũ 2, căn bậc 2 mũ 2 thì bằng 2, đúng không nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là phủ định lại cái mệnh đề này. Như vậy các em thấy ở đây người ta sử dụng ký hiệu là tồn tại, thì chúng ta sử dụng là ký hiệu là với mọi x thuộc tập hợp số tỉ quy, thì khi đó x mũ 2 ở đây là bằng, thì chúng ta sử dụng là khác ha, được không nào? Bây giờ chúng ta xét tính đúng sai của nó. Như vậy thì cái mệnh đề đã cho là đúng, và chúng ta chỉ cần ghi một câu như này thôi, và là một định lý đã được chứng minh. Đó, vậy thôi. Rồi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành đi sang câu C các em ha. Ở đây câu C khi mà đề người ta cho chúng ta là với mọi x thuộc R tập số thực ha, khi đó x sẽ nhỏ hơn x cộng 1. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phủ định lại của mệnh đề này. Thì cái này chắc bây giờ các em đã biết là làm cho các em. Với mọi thì chúng ta sử dụng ký hiệu là gì? Tồn tại x thuộc R. Bây giờ x nhỏ hơn thì bây giờ chúng ta quay ngược lại là lớn hơn hoặc bằng x cộng 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xét tính đúng sai của nó. Như vậy thì đây là mệnh đề gì các em? Mệnh đề sai. Vì sao nào? Vì cái bắc phương trình ở đây là x lớn hơn hoặc bằng là x cộng 1 thì chúng ta tương đương là x với x này triệt tiêu thì bên đây còn lại 0 và bên đây là còn 1. Như vậy thì đây là vô nghiệm. Không thể nào lớn hơn là bằng là 1 được. Được chưa nào? Rồi chúng ta đi sang câu D các em nhé. Câu D của chúng ta, thấy chưa? Các em thấy câu D chưa nào? Là tồn tại x thuộc R khi đó 3x sẽ bằng x2 cộng 1. Rồi, như vậy thì bây giờ bạn nào có thể làm được cái câu này nào? Bạn nào xung phong nào? Bây giờ cái việc viết phủ định lại thì dễ rồi đúng không? Phủ định lại ở đây là tồn tại thì chúng ta ghi là với mọi x thuộc R. Bên đây dấu bằng thì sử dụng dấu khác thôi, được chưa? Theo em thì đây là cái mệnh đề, đây là mệnh đề đúng hay sai em? Mệnh đề đúng hay sai? Mệnh đề này đúng hay sai? Mệnh đề này là sai. Đó là ví dụ bây giờ thầy sẽ cho thì để chứng minh nó bằng thì anh đây sẽ sai đúng không? Như vậy thầy cho x sẽ bằng là 3 cộng căn 2 của 5 trên 2. Thì khi đó sao nào? Khi đó 3 nhân ở đây là 3 cộng căn 2 của 5 trên 2 thì nó lại bằng 3 cộng căn 2 của 5 trên 2 tất cả mũ 2 và cộng cho 1. Như vậy đây là đúng. Cái này là đúng này. Đó. Ok. Câu D em. Mỗi clip đều rất là dài, 30 phút, 30 mấy phút không? Mà thầy đã làm bài này là 4 clip đấy em. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hiểu chưa? Câu B, câu C em. Câu D. Như vậy thì nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo này, chia sẻ các bạn, đồng thời chúng ta like, comment, subscribe trên kênh của thầy. Và trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 2, đó chính là bài tập hợp. Chúng ta sẽ học lại tập hợp giống như của lớp 6 nhưng mà mở rộng hơn rất là nhiều, nên các em cũng nên đọc bài trước khi nghe thầy giảng để chúng ta nắm, cho chúng ta không phải là nghe thầy giảng trước rồi mới đọc bài sau là không được. Cái cách học như vậy là sai, và các em phải đọc sách giáo khoa trước, tìm hiểu trước những cái gì mà chúng ta chưa biết, thì khi nghe thầy giảng thì các em mới hiểu được. Hiểu chưa nào? Ok, xin chào hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo ở bài số 2 nhé.